Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 đang khép lại. Với ngành nông nghiệp, dù đã đạt được thành quả rất đáng ghi nhận như tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 3,5% so với năm 2018. Thế nhưng năm 2019 là một năm sóng gió với hàng chục triệu nông dân cả nước khi dịch bệnh, thiên tai liên tục hoành hành. Dưới cả những thách thức về rào cản thương mại toàn cầu, nhất là ở các thị trường truyền thống như Trung Quốc, khi xuất khẩu tiểu ngạch đã không còn dễ dàng như trước. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh nổi bật của nông nghiệp Việt Nam trong một năm qua. Những con lợn đầu tiên của nước ta bị tiêu hủy khi ổ dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện vào tháng 2 năm 2019. Ngay sau đó là chuỗi ngày u ám với hàng triệu người chăn nuôi khi dịch bệnh không thuốc chữa này lây lan nhanh ra toàn quốc. Gần 6 triệu đầu lợn đã phải tiêu hủy. Hàng triệu hộ chăn nuôi rơi vào tình trạng khánh kiệt, nợ nần. Khó khăn nhất của tôi là bây giờ chưa biết làm cái gì. Và cũng không có tiền đầu tư nữa. Hơn 5.000 tỷ đồng ngân sách đã phải chi ra để phòng chống đại dịch này. Thiếu hụt nguồn cung, giá lợn hơi tăng mạnh chưa từng có. Hiện đã tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với đầu năm khi đạt gần 100.000 đồng 1 kg. Cuộc chiến với đại dịch chưa có vaccine phòng ngừa này vẫn đang tiếp diễn. Nhưng trước mắt, những nông dân này chưa biết bấu víu vào đâu để trả nợ. Có tái đàn thì cũng trong tình trạng bấp bênh như đánh bạc. Những sinh vật nhỏ bé tưởng chừng như vô hại nhưng lại có sức tàn phá cả cánh đồng ngô rộng lớn chỉ sau một đêm. Xuất hiện tại nước ta từ đầu năm nay, sâu keo mùa thu đã lan nhanh như gió, khiến nông dân từ Bắc vào Nam đứng ngồi không yên. Năm nay phun nương nơi là năm thứ 3 rồi mà vẫn sâu đó. Hiện đã có hàng chục nghìn hecta ngô và hoa màu bị loài sâu này phá hoại, làm mất trắng hoặc giảm năng suất. Trong khi đó, vẫn chưa có loại thuốc bảo vệ thực vật nào có thể diệt trừ được chúng. Nguy hiểm hơn là nguy cơ xâm nhập những dịch bệnh mới như sâu keo mùa thu đang ngày càng gia tăng. Những đoàn xe container chở đủ loại nông sản của Việt Nam xếp hàng kéo dài nhiều ngày để được thông quan sang Trung Quốc. Nhiều loại nông sản còn phải quay trở về. Từ đầu năm 2019, Trung Quốc bắt đầu siết nhập tiểu ngạch. Ngay lập tức, hàng loạt nông sản của nước ta giảm giá mạnh. Nhiều loại phải kêu gọi giải cứu. Điều này cho thấy việc phụ thuộc vào một thị trường như Trung Quốc cần phải được thay đổi. Đi kèm với đó, phương thức sản xuất đảm bảo truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm cũng phải đặt lên hàng đầu. Chỉ có như vậy, nông sản Việt Nam mới chinh phục được thị trường rộng lớn toàn cầu. Dù thực hiện siết chặt nhập khẩu tiểu ngạch nhiều mặt hàng nông sản, nhưng năm nay Trung Quốc đã chính thức nhập khẩu chính ngạch sản phẩm sữa từ Việt Nam. Đây là kết quả của sự nỗ lực sau hơn 7 năm đàm phán giữa hai quốc gia. Đây là một bước ngoặt rất lớn để động viên tin tưởng, kỳ vọng vào trong cái chương trình tái cấu nông nghiệp của chúng ta, không chỉ đáp ứng những mặt hàng truyền thống mà kể cả những mặt hàng khắt khe nhất. Với 1,4 tỷ dân, Trung Quốc đang là quốc gia đứng đầu thế giới về nhập khẩu sữa. Khi thị trường này được khơi thông, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu sang năm 2020, xuất khẩu sữa sẽ tăng từ 120 triệu đô la Mỹ lên 300 triệu đô la Mỹ. Những vùng sản xuất trù phú, những vùng nông thôn thay da đổi thịt và những làng quê đang sống được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp cả nước với sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. 10 năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vượt qua những bộn bề khó khăn, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện cả nước có 54% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước một năm rưỡi. Hai tỉnh Đồng Nai và Nam Định được công nhận là tỉnh nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Thưa quý vị, năm 2019 được coi là năm sóng gió chưa từng có của ngành nông nghiệp và đặc biệt là ngành chăn nuôi của cả nước. Đại dịch tả lợn châu Phi đã càn quét qua 63 trên 63 tỉnh thành, khiến 6 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Hệ lụy đã khiến chỉ tiêu tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp chỉ đạt thấp khoảng 2,2% bởi dịch tả lợn châu Phi đã làm giảm khoảng 1,1% tăng trưởng toàn ngành.
giá thịt lợn tăng cao kỷ lục còn ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước, nhiều tổ chức nhận định dịch tả lợn châu Phi sẽ vẫn là thách thức lớn nhất của ngành nông nghiệp trong năm 2020.